ơi, hiện tại thì mình đang đứng ở cốc sau ở Thái Lan. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một vòng xung quanh nơi này sẽ bán những gì nhé. Này á, là nơi này là Honda phân phối chính hãng, gồm có những cái con Super Cup nè. Cái con này là cái con mẫu mới nhất của Honda. Tiếp đó thì chúng ta có những cái con mini bike Honda Monkey. Con này màu hồng. Nó có một cái nón đi theo nó luôn nè, cũng cái màu match với nó luôn. À, này cũng là. Còn chiếc này là con City 125. Cái phối màu này nè, cái phối này là màu này là cái phối màu mà mình thích nhất, là màu vàng đen. Những cái bạn nào mà nữ mà có dáng người thấp dưới 1m6 thì có thể tham khảo những cái con mini bike như là Honda Monkey. Con này để zin chạy cũng đẹp nhưng mà độ là cũng đẹp luôn. Thì mình hôm qua thì mình có ghé một cái nơi khác, thì cái nơi đó chuyên về độ của Monkey luôn, độ kiểu hạt lay á, cũng rất là đẹp luôn. Có những cái áo. Tiến vào sâu bên trong thì chúng ta có một cái quầy hàng bán accessory cho mấy con mini bike này nè, cho mấy con Monkey từ Thái, Nhật. Đây. Cái con này nó lùn lắm mọi người. Con xe này nó rất là lùn. Đó. Nó tầm ngang đây nè thôi. Đó. Dễ thương. Mấy cái chị nào mà thấp thấp người một xíu thì có thể là tham khảo những cái dòng xe này. Nó vừa kêu nè. Nó vừa kêu nè. Mà chạy ngoài đường nó cũng ngầu nữa. Mà độ lại cũng rất là đẹp luôn. Con xe cúp này thì Honda mình có rồi. Bên trong là gì? Còn bên trong đây á, họ có một cái phòng service. Ở trong đây thì người ta đang làm việc nên mình không có tiện quay, là quay sơ thôi nha mọi người. Cái con này á mọi người, là cái con này nó có 50cc thôi. Đó, nó nhỏ, nó chút xíu à. Nhỏ ha. Mình thì mình thích cái con 125 hơn. Tại vì nó cao hơn xíu. Xong. Qua tên đây. Bên đây thì họ có bán những cái túi. Cái túi này cũng của thương hiệu Cup House. Rồi có quần áo. Nhôm để độ cho con bên kỳ của Seagrab. Vậy là mình đã giới thiệu một vòng cái nơi này cho mọi người tham khảo. Nếu mà mọi người có đến Thái Lan chơi á, thì mọi người nên ghé thử nơi này để vừa ngắm xe nè, xong rồi uống cà phê nè. Cái không gian nơi này rất là tốt, và chỗ này thì nó cũng gần BTS thôi. Mình đi BTS tới thì tới luôn rồi. Nhá, bye bye, hẹn mọi người lít sau.